trước khi lên TV. Đều đặn vào 6 giờ sáng hàng ngày, người phụ nữ này đến mua khoảng 10kg mực. Dù đã được ngâm tẩm, tẩy rửa kỹ từ đêm, nhưng chủ hàng vẫn không quên khuyến mại thêm vào mỗi túi mực một ít oxy giả công nghiệp. Rời chợ hải sản Long Biên, người phụ nữ này đi thẳng đến khu vực chợ Khâm Thiên. Chỉ sau vài phút chuẩn bị, những con mực được ngâm tẩm đầy hóa chất đã được bày ra, sẵn sàng bán cho người dân tại khu vực này với mức giá tăng lên gấp đôi. Đây bắt nhưng mà đang đổ vần. Cháu vừa ăn về ăn thử, ăn một lần sau sẽ nhớ. Thế hôm nay cô không bán à? Hôm nay cô đừng gọi chóng mặt này, ngồi hàng phở mãi bây giờ phải đến đây. Ốm quá. Thế cô không lấy mực ở chỗ chợ Long Biên à? Không lấy. Mọi hôm vẫn lấy cơ mà. Mọi chả bao giờ lấy cả. Cháu có nhầm không? Đó là sao mà nhầm? Cô hôm qua còn lên TV mà. TV thì kệ TV thôi, chứ còn cô không lấy thì làm gì có tiền mà buôn con mực. À thế à? Ờ. Thế người ta quay chắc quay nhầm. Quay nhầm đúng là rõ ràng, còn làm gì có vốn mà buôn mực. À. Tiền đâu ra? À, thế là không phải cô à? Vâng ạ. Em không nghĩ là về chợ Khâm Thiên này em. Thật sự đáp được con thường cấp ạ. Lương tâm con người không còn để mà đấy nữa.